chiếc Vario cho 50. Xe này có làm trái 65 rồi mà cái nồi giờ chạy không có được. Yếu xìu à. Xe này sổ trái 65 lận. Thì nồi mình phải gánh bi nè ha. Bẻ độ, mình vớt theo bài. Đó. Cho dây nó ép hết lên đây rồi ha. Đó. Rồi làm bố nè. Và so so ba càng nè. Chuông nè. Cầm tới luôn nha. Rồi vớt được chơi. Đó này chạy thời gian đóng cục quá. Xe này mình phát cái lỗ này luôn. Đó, nó gió nó mạnh hơn nha. Bây giờ mình lắp vô rồi, mình test cho anh em xem nó khác biệt chưa. Rồi sau đây chiếc Vario mình làm full nồi mở tua thay lọc gió xong mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Chiếc luôn đại hội 350 nha.
này bị kêu láp nè, hú nồi nè. Hôm nay một ngày quá bận rộn rồi anh em ơi. SH 300 là đủ đời luôn. SH Ý, SH 350, Vario đời mới, đời cũ, SH Việt, Vision AB 160 luôn. Bích tiệm luôn á. Ý quá trời đông luôn. Đây là ngày quá bận rộn. AB 160 AB 150 một ngày cố gắng xong xe cho anh em nha, hết chỗ đậu luôn á. Okay, làm thôi.